của Ly Giang là một ca sĩ hát được nhiều thứ tiếng trên TikTok. Yeah. Nói về cái phần đầu trước đi, mình thấy ấn tượng phần đầu là những con ốc Titan rất là hấp dẫn các bạn. Ốc này có thể giật ra giật vô được luôn nha, rất là chất lượng. À. Mỗi con ốc này là nhiêu tiền con anh? Con 150. Con 150 là 300, 600. Nói chung là cái phần này là 300, 600, 900. Đâu có, hai con này thôi. À. Có mấy con này thôi. Mấy chục ngàn phải không? Nói chung là nguyên bộ ghi đông là 1 triệu mấy á. Là nguyên bộ ghi đông này là full Titan. Nói chung là Lý Giang không? Rất là dữ, khủng. Nói về cái phần trước cũng là một cái bản hiệu xe chia Titan. Nhưng mà xe chia này đặc biệt là nó không có nói đạo lý ở trên xe được. Xe này chỉ review thôi. Có những bộ tem là mông tơ, là cái mông tơ. Xe này chuyên chở những cái mông tơ nha các bạn. Mông tơ. Xe này cũng có đua luôn nha các bạn. Nói về cái yên thì yên cũng là kinh gắt, hợp với màu xe trắng xanh. Nhưng mà ông này chắc dữ dằn lắm nè. Rất là khủng. Bộ tem thì tem này theo mình biết là tem của hãng Yamaha. Tem Vin. Nói về cái bô thì cũng là bô Vin. Đem nguyên bộ Vin tin. Vin hết, nhưng mà đặc biệt có mấy ngóc này hơi Titan đó các bạn. Li Yan là idol TikTok mà hát được nhiều thứ tiếng nên gắn ốc Titan rất là nhiều. Dân chơi Titan Li Yan, thấy không? Bạn một con 150 bạn tính bao nhiêu tiền? À. Chuyên về là cái phần bằng số. Thôi dẹp. Đây phần bằng số là mình treo số lại. Tại vì mấy bạn thấy bạn chỗ đá rồi không? Đây là cũng là Titan. Nhưng hai cái này là để gắn chơi thôi chứ không có điện đâu. Chìa khóa thì dục trong kia làm biếng lấy ra các bạn. Đây cái này nó như ghê thôi các bạn. Cái này là để làm gì mình cũng không biết nữa. Cái này để làm công dụng là gì anh? Công dụng để cho nó đụng sơn như này nè, nó bị cà đó. Đặc biệt là màu cam á các bạn. Này, cái cần số là muốn lấy ra lấy vô được luôn. À, cái này là nó giật lên giật xuống. Nhưng xe này nè, cái này nè. Cái này cũng khủng luôn nè. Nó chung là đồ khủng không? Cái này có thể kéo ra được luôn các bạn. Lần cái này kêu bằng cái gác chân. À. Bánh xe không thì bạn quay được nha. Nè, các bạn đi ơi, nhưng mà bạn bóp pizza là quay được nè. Nó thấy gớm chưa? Xe Li Giang nó có nhiều chức năng ghê lắm bạn. Nhưng mà không để chìa khóa vô là không chạy được. Đây là xe Li Giang của mình cũng hết đường nói rồi. Nói chung là đại gia full Titan. Chưa có full. Chưa full nè. Chưa full còn ốc kìa. Cái đầu này thì 46 tem Faiz app Yamaha Valentino Rossi là cái tay đua mà của Ý đó. Của Ý đó. Cái này tay đua của Indo. Số 1 của Ý đó. Để kết thúc video này, mình muốn nói bạn là hãy vào đăng ký kênh mới của Di Tốc Độ, chuyên review những loại xe lõ khắp trời Vinh Việt Nam. Các bạn hãy nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Ok.